Jimmy xin kính chào quý vị và mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Texas cho xuất viện nhằm bệnh nhân dương tính với Covid-19. Florida ban hành tình trạng khẩn trương y tế vì có hai trường hợp nhiễm Covid-19. Thêm 476 ca bệnh mới, tổng số người mắc bệnh 4.212 người ở Nam Hàn. Vietnam Airlines ngừng các chuyến bay đến Nam Hàn và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các quý vị, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết đã cho xuất viện một bệnh nhân dương tính COVID-19 vì hai lần xét nghiệm trước đó cho kết quả âm tính. Theo đài CNN, bệnh nhân nói trên nằm trong nhóm người sơ so tán về từ vũ hán, tỉnh hồ bắc. Người này đã được cách ly trở lại sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 dù trước đó đã hai lần xét nghiệm âm tính việc CDC cho phép mọi người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 là không thể chấp nhận được. Đó là lời của thị trưởng thành phố San Antonio, Tăng Texas, cho biết. Trước đó, bệnh nhân được cách ly vài tuần ở thành phố San Antonio và hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Sau đó, bệnh nhân này được xuất viện vì đáp ứng các tiêu chí của CDC. Tuyên bố của CDC cho biết Tại thời điểm xuất viện, bệnh nhân không có triệu chứng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của CDC. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này dương tính yếu với COVID-19. CDC cũng cho biết thêm, bệnh nhân xuất viện đã có tiếp xúc với những người khác. CDC cùng với giới chức y tế địa phương đang theo dõi và thông báo về nguy cơ tiềm ẩn nhiễm bệnh cho những người này. Cũng trong phần tin đến từ Hoa Kỳ, thì thống đốc tiểu bang Florida là Ron DeSantis tối hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 3, loan báo có hai cư dân tiểu bang đã được thử nghiệm và được thấy dương tính với virus COVID-19. Đây là hai trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Florida. Các chế chức y tế Florida nói rằng hai người này được thấy dương tính với COVID-19 trong các cuộc thử nghiệm tại tiểu bang, nhưng vẫn còn phải chờ kết quả xác nhận từ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ CDC mới là chính thức, theo bản tin của tờ Miami Herald. Cái thú vị đoàn báo này được đưa ra cùng với lệnh ban hành tình trạng khẩn trương y tế trên toàn tiểu bang Florida. Thống đốc DeSantis đã ra lệnh cho người đứng đầu y tế ở tiểu bang, ông Scott Rifkes, thi hành các hướng dẫn cho CDC đưa ra nhằm ngăn chặn lây lan của COVID-19 và giáo dục dân chúng về cách phòng ngừa, theo bản thông cáo. Một người nhiễm virus là cư dân quận Manatee County và người kia là cư dân của quận Hillsborough County người ở quận Hillsboro này vẫn thường đi nước Ý. Vào khuya Chủ nhật, văn phòng thống đốc loan tin, ông DeSantis cùng với giới chức khác sẽ có cuộc họp báo vào sáng ngày thứ hai hôm nay ở Tampa và trưa thứ hai ở Miami. Nguồn tin này được đưa ra hai ngày sau khi giới chức liên bang nới rộng tiêu chuẩn về người cần được thử nghiệm và Florida cũng được chứng nhận là có khả năng tiến hành thử nghiệm tại chỗ. Quay sang phần tin đến từ Nam Hàn, thì cái thưa quý vị, Chính phủ Nam Hàn vào sáng sớm hôm nay, ngày 2 tháng 3, loan báo có thêm 476 trường hợp mới nhiễm virus COVID-19, nâng tổng số trường hợp bệnh tại quốc gia này lên thành 4.212 người, trong lúc có nỗ lực toàn diện nhằm đương cự với loại virus lây lan nhanh chóng này, gồm cả chương trình thử nghiệm đông đảo người dân trong nước. Theo bản tin của hãng thông tấn Yonhap, cho tới nay, có 22 người, đa số là với tiền sử bệnh, đã qua đời ở Nam Hàn sau khi lây nhiễm virus. Có khoảng 60% các trường hợp mắc bệnh được xác nhận là có liên hệ với một chi nhánh của giáo phái Xin ở thành phố Daegu. Trong số 476 ca bệnh mới, có 377 là ở thành phố Daegu, nằm cách xô chừng 300 km về phía đông nam, cùng 68 ở tỉnh North Gyeong Sang. Cạnh đó, tại Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Nam Hàn, viết tắt là KCDC. Tổng số các trường hợp nhiễm bệnh ở Daegu và North Gyeong Sang nay là 3081 và 624. Các thưa vị, các con số được công bố vào sáng sớm ngày hôm nay dựa trên các báo cáo sau cùng và lúc nửa đêm hôm qua. Một nguồn tin của tờ Korea Times cho biết, bắt đầu từ ngày thứ hai, người dân Nam Hàn có thể mua khẩu trang ở khắp tất cả các trạm bưu điện trong nước. Hôm Chủ nhật, Korea Post cho hay sẽ phân phối 650.000 khẩu trang đến 1.406 trạm bưu điện trên toàn quốc. Mỗi khách hàng có thể mua mỗi lần là 5 khẩu trang, với giá là 1.000 won một cái. Tình trạng lây lan virus đang khiến có sự thiếu hụt khẩu trang. Để kiểm soát mức cung cấp cũng như là giá cả, Chính phủ Nam Hàn đang theo dõi mức sản xuất, phân phối và xuất cản khẩu trang. Bộ Ngoại giao Nam Hàn cũng nói hiện có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có biện pháp chế hạn nhập cảnh người đến từ Nam Hàn. Tính khuya ngày hôm qua, có 37 quốc gia hoàn toàn cấm người dân Nam Hàn, cũng như là người ngoại quốc từng ghé đến Nam Hàn thời gian gần đây được nhập cảnh, tăng thêm 3 quốc gia so với ngày trước đó. Thổ Nhĩ Kỳ và Lào ở trong số hai quốc gia mới nhất có biện pháp này. Ngoài ra, có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, trong đó buộc phải cách ly 14 ngày và được theo dõi sức khỏe kỹ càng. Và các quý vị, cũng trong những chuyển biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Nam Hàn, thì Vietnam Airlines thông báo bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2020 cho tạm dừng tất cả các đường bay đi về đến quốc gia này, theo báo Tiền Phong, hành khách có nhu cầu hoàn vé trên các chuyến bay bị dừng sẽ được hoàn tiền hoặc là chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay sớm. Thời hạn nối lại các đường bay chưa được quyết định. Điều này phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Vào tối ngày 2 tháng 3, đại diện Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay của hãng trong 2 ngày ngày 3 và ngày 4 tháng 3 từ phi trường Incheon ở Seoul và phi trường Gimhi ở Busan về Việt Nam sẽ đáp tại phi trường Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Phù Cát, tỉnh Bình Định và Cần Thơ theo yêu cầu của nhà chức trách. Báo VN Express cho hay, đến nay chỉ có Vietnam Airlines và Vietjet Air vẫn có lịch bay đến các thành phố Seoul, Busan của Nam Hàn. Còn Bamboo Airways dừng bay vào hôm 26 tháng 2. Riêng Vietjet Air vẫn chưa thông báo dừng bay đến Nam Hàn. Ở chiều ngược lại, các hãng hàng không của Nam Hàn như Korean Air và asian Airlines cho biết sẽ giảm mạnh số chuyến bay tới nhiều điểm tại Việt Nam trong tháng 3 này vì dịch Covid-19. Cụ thể, Korean Air cho hay rất nhiều chuyến bay của hãng từ phi trường Incheon ở Seoul Nam Hàn và phi trường Busan tới các thành phố của Việt Nam như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc sẽ tạm dừng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Các thủ vị riêng đường bay Incheon, Đà Nẵng vẫn duy trì hoạt động, tuy nhiên tần suất khai thác giảm xuống còn 3 chuyến cho một tuần. Tương tự, Asiana Airlines tạm dừng nhiều chuyến bay từ phi trường Incheon tới Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, ít nhất là tới giữa tháng 3 này. Hiện Cục Hàng không Việt Nam vẫn cho phép duy trì các đường bay đến Nam Hàng, nhưng chỉ đạo các hãng hàng không chuyển hướng hạ cánh tại các phi trường Vân Đồn, Phù Cát và Cần Thơ để phòng chống dịch. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.